Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành Nam. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 6 team để chúng ta đánh cái boss Vương quốc bị nghiền rủa tuần này, con Chimera giá băng nha. Và 6 team đã đánh này thì team đầu tiên chúng ta sẽ dùng team Miska Diamond, Soulite Awaken, Odin với lại Losan. Cái con bet mà con bet hiệu quả nhất là các bạn nên dùng cái con cú. Các bạn nên dùng con cú để cho nó câu kéo thêm thời gian các bạn. Các bạn nên dùng con cú để cho nó câu thêm thời gian thì chúng ta gây đam. Không có cú thì bạn có thể dùng team khác. Soulite không có thì chúng ta có thể đi mượn nha các bạn. Như ví dụ như con Soulite ở đây mình mượn mấy con Soulite xịn người ta không cho thì ok, sẽ tạm con Soulite cùi vậy. Rồi chúng ta đến với team 2 các bạn. Team 2 thì chúng ta sẽ dùng team Zone of A. Con Rowan, EST, Scarlet với lại Hầu. Nếu mà các bạn có cái con tổng giám mục ánh sáng mới, con Bulmer thì các bạn thay vào vị trí con Rowan nha. Bet thì chúng ta sẽ dùng cái con trồn bay này. Rồi, tới team 3 các bạn. Team 3 thì các bạn dùng combo Abido, Helios, Ensoma, Motat với lại Baba Yaga. Và con bet chúng ta dùng sẽ là con rồng đất lưng kiếm. Ở đây thì cổ vật nó không tính nên các bạn khỏi cần mang. Rồi chúng ta đến với team 4 các bạn. Team 4 thì chúng ta sẽ dùng Sket, Sư Thức Tỉnh, Asta, con gà, Win. Nếu mà các bạn có cái con Vayten, cái con tướng mới của hệ thiên thần các bạn. Các bạn có con tướng mới của hệ thiên thần thì các bạn có thể thả vào. Các bạn không có thì các bạn dùng Win. Ở đây thì cái con tướng mới của mình chưa lên đường bậc A, chưa thả vào được thì mình sẽ dùng Win các bạn nhé. Con bet thì là con bet thường, con bet có sừng nè. Rồi team 5 thì chúng ta sẽ dùng team Saurus, Stone, Mora, Exit với lại Hawking. Mora ở đây thì nếu các bạn lên được E60 và một sao thì mới bắt đầu phát huy sức mạnh các bạn. Mora của mình ở đây chưa ăn học đầy đủ, do đó thì nó hơi yếu. Con Thôn cũng vậy. Con Thôn thì hiện tại dùng rất nhiều trong bot nước. Lúc trước thì có đưa vào danh sách phế, nhưng mà thôi các bạn, con này chúng ta còn dùng được bot nước. Ít nhất thì nó cũng sẽ còn hậu quả thêm một vài con khác. Và team cuối cùng là team thứ 6, team quan trọng nhất. Chúng ta sẽ dùng team Reizu, Ana, Anata, Sư với lại Sông Sinh. Và cái con bet chúng ta dùng sẽ là con quái lửa các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem trận chiến của từng team các bạn. Team Soulite với lại Diamond. Rồi, Soulite đã nổ. Nổ liên miên không dứt. Ở đây thì NPC nó sẽ không có chết các bạn. Các bạn lưu ý là những con quái ở đây thì nó sẽ không có bị mất máu và nó chết. Mình sẽ là gây đam nhiều nhất trong thời gian thôi, chứ những con quái này nó sẽ không hề chết nha. Các bạn thấy cái lượng đây nè, càng mất nhiều mạng họ càng trở nên tức giận và tăng lượng sát thương của họ. Tức là những cái con NPC này khi mà nó càng mất nhiều máu nó sẽ càng gây sát thương to lên mình. Quan trọng là bên mình gây được bao nhiêu đam thôi, chứ còn những con này nó sẽ không bao giờ chết các bạn. Ok, chúng ta đến với team Scarlet, Rosa, Rowan, Zone of A với lại EST. Thì team này nếu mà có con Bulmer thì các bạn thay vào chỗ con Rowan sẽ tốt hơn. Con này đi vua quốc bị nghiền rủa sướng hơn Rowan các bạn. Con Bulmer cái con tướng mới của hình người mà ánh sáng. Rồi chúng ta đến với team 3. Con Motas, Baby Yaga, Ensoma, Helios với lại Abido. Abido dùng để boost công với lại thủ cho team các bạn. Helios thì boost, Motas cũng boost các bạn. Baba Yaga người ta hay lên E60 là để đi CR nè các bạn. Gọi là CR là từ viết tắt của Vương quốc bị nghiền rủa nha. Người ta hay lên E60 là để đi cái này nha các bạn. E60 là ấn 60 dùng để đi cái này. Rồi gây được hơn 2 tỷ đam. Stop rồi các bạn. Ok, chúng ta đến với team
thứ tư, Win gà Asta sư thức tỉnh với lại con Sket. Team này sẽ ủi con kia vô một góc ha, dồn và combo. Gà nó sẽ quay xe với lại con Win nó sẽ quay. Cùng với đó là Win hồi máu, Asta hồi máu, Bút Kiên sư thì chém. Con gà ship 30 nó sẽ tối đa lượng đam gây được nha bạn. Còn Win thì cũng nói chung là mấy con này các bạn thả vào đây thì nhất là full sách vở. Chỉ có điều là ấn bao nhiêu thôi các bạn, chứ còn nội thất với ship thì lúc nào cũng là ship 30, lại full nội thất độc quyền. Rồi. Team Mora, Mora mình chưa E60 gì đó thì cái ải này gây không quá nhiều đam các bạn. Mình bị mít cái ải này. Chưa được E60 đó, cái ải này gây rất là ít đam. Cái con thôn để nó chống bên kia, chống hồi máu của team địch nha bạn. Không thì bên kia sẽ hồi máu rất là nhiều. Aegis cấm nổ, con thôn là nó cấm hồi máu. Thuyền trưởng sẽ là hỗn sợ và boost cho team. Mới được hơn 400 triệu thôi, cái team này sẽ gây đam rất là thấp nè. Sẽ không có đam vượt trội cho cái team này, team này sẽ dưới 1 tỷ đam. Mora của mình chưa ăn học, với lại con thôn của mình cũng đang hay cùi. Rồi, chúng ta đến với team cuối cùng, team Lucretia, Rizu, Anasta, song sinh với lại sư thường. Lucre sẽ cấm nổ, không cho cái con sư kia, không cho cái con Simira nổ nha mà, còn không cho con Simira nổ với dựng khiên. Con Simira mà nó nổ với lại dựng khiên là lượng đam tụi mình gây vô nó không khó luôn các bạn. Rồi bị chặt chém liên tục thì mình đang mất máu, đang mất máu. Sư đã đi, song sinh đã đi, Anasta đã đi, tới Reizu với lại con Lucretia đi trước, Reizu sẽ đi sau và gây được 4 tỷ đam. Cái team gây đam nhiều nhất các bạn, 4 tỷ đam. Rồi một cái bí mật nữa mà các bạn nên biết đó là đi cái này, ngoài việc mà các bạn xếp team chuẩn thì các bạn nên cho nó auto nó đánh khoảng auto nó đánh khoảng vài chục lần các bạn. Các bạn cứ cho nó auto nó đánh khoảng vài chục lần. Nếu mà auto thì có thể nó sẽ cải thiện cái thành tích của bạn. Dù hiện tại mình đang sát thương top 38, nó đánh một hồi thì cái sát thương nó sẽ được cải thiện một tí nha các bạn. Rồi, và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.